giá lúa gạo hôm nay xin chào quý bà con. Mến chúc bà con một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Giá lúa gạo thay đổi liên tục, nên quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo mỗi ngày, để khi lúa gạo thay đổi giá, bà con sẽ nhận được thông tin nhanh và chính xác nhất trên thị trường. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 9 tháng 8 năm 2022. Kính thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng 100 đồng trên kg với gạo nguyên liệu. Với mặt hàng lúa, giá biến động trái chiều. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý bà con, là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới nhưng tỷ trọng gạo Việt vào Liên minh châu Âu EU vẫn khiêm tốn dù thị trường này có ưu đãi lớn về thuế quan. Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An cho biết, xuất khẩu gạo chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế và châu Âu là thị trường tiềm năng. Mỗi năm EU phải nhập khẩu hơn 2 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang EU vẫn rất nhỏ, trong khi Việt Nam đứng top đầu về xuất khẩu gạo trên thế giới. Hiệp định EVFTA mới được ký với hai quốc gia ở Đông Nam Á là Việt Nam và Singapore, trong khi đó Singapore lại không có gạo để xuất khẩu. Như vậy, chúng ta vẫn chưa tận dụng được hết hiệu quả của hiệp định EVFTA, ông Phạm Thái Bình nói. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho rằng, gạo Việt Nam chưa gây dựng được chỗ đứng tại châu Âu là do các doanh nghiệp chưa liên kết, còn manh mún trong hoạt động. Nếu chỉ mình Trung An xây dựng thương hiệu gạo tại thị trường này thì sẽ chưa đủ để gây ấn tượng. Do đó, ông Phạm Thái Bình cho rằng, cần có một chương trình hợp tác và các doanh nghiệp Việt Nam cần hợp sức tạo dựng thương hiệu gạo Việt Nam ở thị trường EU. Ví dụ như truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng đạt tiêu chuẩn châu Âu trên nền loại gạo ngon nhất của Việt Nam vẫn còn được công nhận. Để hạn chế những vụ việc như hàng hóa bị trả về do vi phạm các tiêu chuẩn ở thị trường này, thận trọng khi đánh giá về hiệu quả của EVFTA, ông Ngô Trung Khanh, vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương cho rằng, nói doanh nghiệp việc tận dụng tốt cơ hội từ EVFTA thì cũng chưa hẳn nhưng không tốt thì cũng không đúng. Với những thành tích xuất khẩu vừa qua thì chúng ta tận dụng tương đối tốt, doanh nghiệp cũng biết thay đổi tư duy, định hướng thị trường, định hướng mặt hàng. Thế nhưng nhìn vào thị phần thì xem dư địa của chúng ta tại thị trường EU đến đâu. Thị phần rau quả chưa đến 4%, thủy sản đến 8%. Còn xuất khẩu gạo vào EU rất thấp vì chúng ta mới có EVFTA. Trước đây chúng ta không cạnh tranh được với gạo các nước từ Campuchia. Qua đó thấy, các ngành hàng tỷ trọng dưới 6-7% thì dư địa này còn rất lớn. Ông Ngô Trung Khanh nêu quan điểm. Đồng quan điểm này, ông Ngô Trung Khanh, vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, cho hay, theo cam kết của EVFTA, Việt Nam có thể xuất khẩu 30.000 tấn gạo thơm và EU với thuế suất ưu đãi. Để tăng cường xuất khẩu sang EU, khai thác tốt cơ hội từ EVFTA, ông Ngô Trung Khanh cho rằng, cần thay đổi về tư duy, văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan, bộ ngành, địa phương, trong đó địa phương cũng cần tích cực hơn nữa hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, vấn đề quy tắc xuất xứ, liên quan đến nguồn nguyên liệu, chi phí kinh doanh, chi phí vận chuyển cần được tính toán, xem xét lại. Thưa quý bà con, sáng nay giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Tại An Giang, lúa nàng hoa chính đang được thương lái thu mua ở mức 5.700 đến 5.800 đồng trên kg, lúa OM5451 ở mức 5.400 đến 5.500 đồng trên kg, OM18 giá 5.700 đến 5.900 đồng trên kg, đài thơm tẩm giá 5.600 đến 5.800 đồng trên kg, IR504 ở mức 5.400 đến 5.500 đồng trên kg, lúa IR504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa nếp, nếp An Giang tươi 5.800 đến 5.900 đồng trên kg, nếp tươi Long An 6.100 đến 6.300 đồng trên kg, nếp An Giang khô 7.500 đến 7.600 đồng trên kg, nếp Long An khô 7.700 đồng trên kg. Trong tuần qua, giá nhiều mặt hàng lúa giảm. Tại Sóc Trăng, một số loại lúa giá có sự giảm nhẹ như OM5451 là 6.800 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg, còn ST24 giảm 100 đồng trên kg ở mức 8.500 đồng trên kg. Tại Hậu Giang, nhiều loại lúa cũng có giá giảm như IR50404 là 6.500 đồng trên kg, giảm 100 đồng trên kg, OM18 là 6.800 đồng trên kg, giảm 300 đồng trên kg. Tại Kiên Giang, giá lúa IR50404 vẫn ở mức 6.500 đồng trên kg, OM5451 là 6.800 đồng trên kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng 100 đồng trên kg lên mức 8.150 đến 8.250 đồng trên kg.
Trong khi đó, giá gạo thành phẩm tiếp tục duy trì ổn định ở mức 8.650 đến 8.750 đồng trên kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá ổn định. Hiện giá tấm IR504 đứng ở mức 8.500 đến 8.600 đồng trên kg, cám khô 8.500 đến 8.550 đồng trên kg. Theo các thương lái, giá gạo ổn định về cuối tuần. Thị trường lúa tươi bình ổn, giá lúa tươi các loại đều tăng so với tuần trước. Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đến 12.500 đồng trên kg, gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng trên kg, gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg, nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng trên kg, gạo hương lại 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, nàng hoa 17.500 đồng trên kg, sóc Thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo Nhật 20.000 đồng trên kg, cám 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá gạo 5% tấm 398 đô trên tấn, gạo 25% tấm 383 đô trên tấn, gạo 100% tấm 383 đô trên tấn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ hè thu 2022 đến nay ở Nam Bộ đã gieo cấy 1.555.457 trên 1.575.334 hectare, đạt 99% so với kế hoạch. Đồng thời các địa phương cũng đã thu hoạch 467.854 hectare, đạt 30% diện tích. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi. Quý bà con mong muốn giá lúa gạo đạt bao nhiêu để có lãi? Xin hãy bình luận, đóng góp ý kiến dưới video để kênh ghi nhận và đề xuất nhà nước có biện pháp hỗ trợ giá hợp lý, giúp bà con nông dân. Hãy cùng đồng lòng góp ý dưới video vì mục đích chung, vì cuộc sống mai sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin giá lúa gạo tiếp theo. Sau đây là bản giá lúa chi tiết mới nhất đầy đủ trên thị trường. Kênh xin gửi đến quý bà con cùng tham khảo.